Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề Hội đồng Nhân dân với nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyển Bình Triết cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cùng 100 nông dân tiêu biểu đại diện cho hội viên nông dân trên địa bàn thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian qua luôn được thành phố quan tâm chú trọng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, nhưng nông dân thành phố vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế, cần nhìn nhận thẳng thắn và đòi hỏi sự vào cuộc tháo gỡ của các cấp ngành thành phố. Đề nghị cử tri là nông dân thành phố trực tiếp phản ánh những vấn đề, những khó khăn vướng mắc, những tâm tư, nguyện vọng của mình từ thực tiễn ở cơ sở. Từ đó có những đề xuất thiết thực, những kiến nghị hiến kế với lãnh đạo thành phố, với các cấp, các ngành liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ cho nông dân thành phố, về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố để nhằm thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển, hỗ trợ nâng cao đời sống của người nông dân. Đề nghị các sở ngành thành phố tập trung nghiên cứu và trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri nông dân, đúng trọng tâm, ngắn gọn và dễ hiểu. Đây là một diễn đàn lớn để đại diện nông dân, các cấp hội nông dân của thành phố, các hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có điều kiện gặp gỡ, trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo thành phố về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan thiết thực đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của nông dân thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh. Tại hội nghị, đại diện nông dân thành phố đã kiến nghị đề xuất hơn 33 vấn đề trên các mặt lĩnh vực liên quan.